Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 38 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 414, sau này không gặp lại. Mùa đông một năm trước, nếu như không có chén cơm của Trần cô nương, hắn đã sớm chết đói đầu đường rồi. Mạng của hắn là do nàng cứu, coi như là trả cho nàng cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà kẻ ép nàng phải chết, đừng hòng sống tiếp. Dù hắn ta là cháu trai của quốc công, sau khi mà trà trộn vào phủ quốc công, chờ đợi bên cạnh người kia hơn 2 tháng, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội. Chỉ tiếc không có để cho Trần cô nương tận mắt nhìn thấy cảnh súc sinh kia chết đi. Một tiếng gầm rú kéo Dương Nhị dừng lại dòng suy nghĩ, quay về hiện thực. Hắn nhìn thấy cánh rừng ở phía trước rung rung một hồi, một con mãnh hổ cao hơn 1 trượng bổ nhào ra ngoài. Mãnh hổ có đôi mắt to như là chuông đồng, lộ vẻ khát máu, nhìn chằm chằm Dương Nhị. Thân thể trầm xuống dẫn sức chờ đợi, rõ ràng là coi hắn thành con mồi rồi. Dương Nhị không có chạy trốn, cũng không bối rối. Hắn biết mình trốn không có thoát rồi, chết trong miệng của mãnh hổ, mặc dù có hơi thê thảm một chút, nhưng mà cũng tốt hơn bị người ta cắt ra 3.600 miếng thịt. Dương Nhị nhắm mắt lại, hy vọng mãnh hổ kia xử lý nhanh gọn một chút. Nếu có thể cắn một phát đứt cổ của hắn thì tốt rồi. Nhưng mà hắn chờ đợi rất lâu, mãnh hổ không có động tĩnh. Dương Nhị mở to con mắt, thấy được một màn cả đời của hắn cũng khó quên. Trước mặt hắn đã xuất hiện một người xa lạ, đó là một chàng trai anh tuấn vô cùng, mà con mãnh hổ kia đang gục xuống dưới chân của chàng trai, thân thiết cọ mấy cái giống như là con mèo nhà vậy. Chàng trai vỗ cái đầu to lớn của con hổ, dùng thanh âm tràn ngập sức hút nói: làm rất tốt. Con hổ gầm nhẹ một tiếng, lăn một vòng trên mặt đất, hiển nhiên cực kỳ vui vẻ. Dương Nhị nhìn chàng trai kia, rất nhanh ý thức được điều gì đó, im lặng một lát nói: cho ta được chết nhanh gọn đi. Chàng trai chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: ngươi rất không tệ. Không bao lâu sau, ngoài thành Dương Đô, tại một con suối bên cạnh đường lớn, Dương Nhị nhìn một khuôn mặt xa lạ được phản chiếu dưới dòng nước, biểu lộ ra vẻ mờ mịt kinh ngạc. Một chàng trai anh tuấn đứng bên dòng suối, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay lạnh nhạt nói: trong thành khắp nơi đều có lệnh truy nã ngươi, về sau có thể sẽ tiếp tục dán tới chỗ khác. Khuôn mặt ban đầu của ngươi đã không có thể dùng được nữa, ngươi thích ứng với khuôn mặt mới này đi. Sau đó hắn lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong ống tay áo đưa cho Dương Nhị nói: tổng ngân phiếu chỗ này trị giá 1 vạn lượng, trong tình huống bình thường đủ cho ngươi sống cả một đời. Ngươi có thể trở về Dương Đô, dùng số tiền này để làm ăn, cũng có thể cầm số tiền này đi thật xa, vĩnh viễn không quay lại chỗ này, bắt đầu cuộc sống mới. Dương Nhị tiếp nhận ngân phiếu, sau khi mà im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt hỏi: vì sao mà ân công lại cứu ta, còn cho ta nhiều ngân phiếu như vậy chứ? Chàng trai này biết bay, có thể thay đổi mặt mũi của hắn, lại cho hắn nhiều bạc như vậy. Nhưng mà Dương Nhị căn bản không quen biết người này. Chàng trai nói: ngươi giết một tên đáng chết, tương lai sẽ có rất nhiều cô gái thoát nạn khỏi tay của Hoàng Thao kia nhờ một đao của ngươi. Đây là thứ ngươi xứng đáng có được. Nói xong câu nói này, thân thể của hắn lập tức bay lên, theo gió đi xa. Dương Nhị đuổi theo mấy bước lớn tiếng nói: ân cứu mạng không thể báo đáp, thỉnh cầu ân công báo lại cái tên. Về sau, đợi tiểu nhân yên ổn nhất định sẽ lập bài vị trường sinh cho ân công, ngày ngày quy lại, giúp ân công cầu phúc cầu thọ. Từ nơi xa xăm, có tiếng cười truyền đến. Hạng người vô danh, không có đáng nhắc đến, giang hồ đường rộng sông dài, chúng ta sau này không gặp lại. Vì bắt được hung thủ, giết chết nhị công tử Hoàng gia Hoàng Thao, Mật Trinh Ti cùng với cấm vệ tổ chức hơn 1.000 người tiến hành lùng sục toàn bộ dân sơn một lượt. Đáng tiếc, 3 ngày đã trôi qua, bọn hắn không có thu hoạch được gì. Rõ ràng, hung thủ kia đã bỏ chạy vào dân sơn, lại giống như là tự nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất trong mắt của tất cả mọi người. Trải qua mấy lần tìm kiếm, dân sơn gần như đã bị đào sâu 3 thước.
với sức chân của người kia cũng tuyệt đối không có khả năng chạy xa hơn. Hẳn là đã tán thân ở trong miệng của mãnh thú hoặc là dị thú của dân sơn rồi. Có không ít người đang tìm kiếm người kia nghe được cái tiếng hổ gầm từ sâu trong núi, cũng phát hiện dấu chân của hổ cùng nhân loại, xác định người kia đã bị hổ ăn rồi. Mật Trinh Ti kết án, tất cả mọi người mới rút ra khỏi dân sơn. Hoàng Thao chết, ngoại trừ lúc đầu nhấc lên một chút sóng gió ở Dương Đô, thì không có tới hai ngày đã triệt để lắng xuống. Dân chúng luôn có chuyện mới mẻ hơn để mà thảo luận. Hoàng Thao chết, ba ngày sau, thậm chí còn không có hot bằng cô nàng thích khách xinh đẹp kia. Chương 415, vợ chồng nắm tay là rất bình thường. Lúc đó, Mật Trinh Ti tìm người toàn thành. Chân dung của nữ thích khách kia được dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Dù số dân chúng nhìn thấy đều kinh động như gặp tiên nữ vậy. Trong âm thầm gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ. Thậm chí còn có người thừa dịp trời tối, lặng lẽ bóc cái tờ lệnh truy nã xuống mang về cất giữ. Thậm chí có một số thợ may đánh hơi được tiềm năng kinh doanh ở Dương Đô, còn nhân lúc còn hot mà bán ra cột tóc với cái váy dài của thần tiên tỷ tỷ, nghe nói một canh giờ đã bán hết hàng rồi. Linh Năm vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đã mất đi một bộ quần áo ưa thích. Thế là Lâm Tú đi tới một tiệm may cấp cao, đặt trước một bộ giống như cái cũ như đúc. Về phần bộ đồ ban đầu của nàng thì nằm trong không gian tùy thân quán. Lâm Tú không có ý định trả lại cho nàng, cũng không cách nào mà trả lại cho nàng, lần sau có khả năng còn có thể dùng đến. Sau khi mà Hoàng Thao chết tới ngày thứ ba, Lâm Tú ra khỏi thành một chuyến. Hắn đi tới một ngôi mộ ở dưới núi Dân Sơn, dọn dẹp cỏ dại xung quanh, lại hái một chút hoa dại đặt trên bia mộ, đứng một hồi rồi mới rời đi. Về đến trong nhà, Lâm Tú ngồi trên băng ghế đá. Một lát sau, bỗng nhiên chậm rãi cúi người, lấy tay chạm đất. Có một loại lực lượng liên tục truyền vào cánh tay của hắn từ mặt đất, cuối cùng chuyển hóa thành nguyên lực trong cơ thể. Lúc vị thuật sư cấp địa mang hắn về hang ổ của Hoàng Thao, Lâm Tú không cần phải tốn nhiều sức đã thu được dị thuật hệ thổ, cũng coi như là một niềm vui không nhỏ ngoài ý muốn. Phòng ngự của kim thân xếp trên dị thuật hệ thổ, luận sức công kích, vô luận là băng quả hay là lôi đình cũng đều mạnh hơn hệ thổ. Nhưng có thêm một loại năng lực cấp thiên, ý nghĩa lớn nhất đối với Lâm Tú vẫn là tốc độ tu hành được gia tăng. Sau khi nguyên lực đột phá đến cấp quyền thượng cảnh, hắn lại đạt được hai cái năng lực. Theo thứ tự dị thuật âm thăng cấp cùng dị thuật hệ thổ, tốc độ tu hành ban đầu gấp 6 lần đã biến thành gấp 8 lần. Tốc độ tu hành gấp 8 lần đã vô cùng khoa trương, mang ý nghĩa chỉ cần mỗi ngày hắn chăm chỉ tu hành, chỉ cần 2 năm có thể đột phá đến cấp địa. Trước kia hắn dùng 16 năm, mà cái thời gian 2 năm đột phá cấp địa nhất định chưa phải là cực hạn đối với hắn. Ở cảnh giới này, hắn vẫn có thể phục chế thêm năng lực, mà trong một năm tiếp theo, khẳng định có rất nhiều thời điểm bầu trời nổi cơn giông tố. Đến lúc đó, mượn nhờ lô dân, tốc độ tu hành sẽ đạt tới mức độ khủng bố. Nói cách khác, hơn một năm sau, tu vi của hắn sẽ đủ kịp Triệu Linh Quân lúc nàng 14 tuổi. Nghe mà nội tâm có một chút đau đớn, nhưng mà hắn chỉ dùng thời gian không đến một năm, gặp phải người khác ít nhất tu hành 10 năm. Bọn họ nghe được cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nhắc đến Triệu Linh Quân, Lâm Tú thật lâu rồi chưa có gặp nàng. Trước kia, sau khi mà nàng ở Dương Đô hết năm liền ra ngoài tu hành, đó là vì tránh né hôn ước, bây giờ không cần thiết. Lâm Tú biết ngày bình thường nàng cũng ở trong nhà không có ra ngoài, một lòng tu hành. Quả nhiên, càng là thiên tài sẽ càng cố gắng. Thiên phú của nàng cao như vậy, lại còn vô cùng chăm chỉ, khiến cho Lâm Tú không thể không ngày càng ra sức tu hành. Lúc trước, hai người còn ước định cẩn thận, cách một đoạn thời gian sẽ cùng nhau trở về Triệu gia và Lâm gia một lần, loại bỏ sự hoài nghi của người nhà. Về sau, bởi vì bề bộn nhiều việc, hơn một tháng trôi qua rồi, cái định ước này không có thể thực hiện. Tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn là không được, mỗi tháng ít nhất phải cùng nàng đi Triệu phủ và Lâm phủ một lần. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị trưởng bối hai nhà lật tẩy. Sau khi mà ăn cơm trưa xong, Lâm Tú nói với Linh Năm,
Một lát nữa ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi với ta. Triệu Linh Âm kinh ngạc hỏi, tìm tỷ tỷ là cái gì? Nàng rất kinh ngạc, rốt cuộc Lâm Tú nhớ ra mình đã có một người vợ sao? Nếu như nàng không nhớ lầm, một tháng qua đây là lần thứ nhất hắn nhắc đến tỷ tỷ trước mặt của nàng. Lâm Tú nói, buổi chiều chúng ta cùng đi tới nhà của ngươi, chào hỏi nhạc cụ và nhạc mẫu. Thời gian quá lâu, chỉ sợ bọn họ sẽ hoài nghi. Mấy ngày này ngươi đều không có ở nhà, bọn họ không có hoài nghi chứ. Triệu Linh Nam nói, không đâu, ta nói muốn dọn ra riêng để mà thuận tiện tu hành, từ đó bọn họ không có hỏi thêm gì nữa. Bọn họ đúng là quá yên tâm với con gái nhà mình. Nhưng mà Lâm Tú cũng biết, Linh Nam giống như là Minh Hà công chúa, đều là loại người trong mắt chỉ có tu hành, không có gì đáng lo lắng. Sau khi mình đi cùng Linh Nam vào phòng tân hôn, Triệu Linh Quân đang tu hành trong gian phòng. Chương 416, vợ chồng nắm tay là rất bình thường. Phương thức tu hành niệm lực rất đơn giản, chỉ cần minh tưởng là được. Dị thuật hệ tinh thần đều rất là đặc thù, mặc dù không có thể trực tiếp hấp thu năng lượng từ bên ngoài giống như năng lực của cấp thiên khác, nhưng mà tốc độ tăng trưởng của nguyên lực không có chậm hơn mấy cái dị thuật băng quả. Lâm Tú nói rõ ý đồ của mình với Triệu Linh Quân, nàng không có suy nghĩ nhiều đã lập tức đồng ý. Đối với việc này, nàng và Lâm Tú có chung một cái nhìn. Trên đường tới Triệu Phủ với hai tỷ muội, ba người tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Rất ít khi Lâm Tú xuất hiện bên cạnh Triệu Linh Quân trước mặt của người ngoài, vừa dặn nhân cơ hội này cho bách tính quen mặt một chút. Mặc dù không có nhiều dân chúng biết hắn, nhưng mà bọn hắn xem thiên tài Triệu gia một đường lớn lên, đương nhiên không có lạ lẫm, tiện thể đoán ra thân phận của Lâm Tú. Đây chắc là trượng phu của Triệu cô nương rồi. Bề ngoài thật là rất túng tú chứ. Đáng tiếc thiên phú dị thuật hơi kém một chút. Mặc dù nhìn có vẻ trai tài gái sắc, nhưng mà thiên phú thì lại không xứng rồi. Mặc dù tại võ đạo viện Lâm Tú đã rất nổi tiếng, nhưng mà dị thuật mới là con đường tu hành chính. So với Triệu Linh Quân từ nhỏ đã nổi danh thiên tài, hắn không khỏi lộ ra cái vẻ kém cỏi. Đến Triệu gia, vợ chồng của Võ An Hầu tự nhiên rất vui vẻ. Thật lâu bọn họ không nhìn thấy con gái, cũng lo lắng sinh hoạt của đôi vợ chồng mới cưới không được hài hòa. Bây giờ xem ra hoàn toàn là bọn hắn quá mức lo lắng. Lúc chuẩn bị tiệc tối, Triệu Linh Quân đang nói chuyện với nhạc mẫu đại nhân. Triệu Hiền đi đến trước mặt của Lâm Tú. Ta muốn khiêu chiến với người một lần nữa. Thái độ của hắn lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Con đường võ đạo này mạnh là mạnh, yếu là yếu. Lần trước hắn thua trong tay của Lâm Tú, khổ tu 2 tháng. Thực lực có tiến bộ rất lớn, muốn thử một lần nữa, tìm về tôn nghiêm đã mất. Sở dĩ ở chỗ này mà không phải tại lôi đài của võ đạo viện, bởi vì lần trước thất bại khiến cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý không nhỏ. Hắn lo lắng một cái màn kia tái diễn, dẫn nên khiêu chiến tại nhà mình cho an toàn. Cho dù có thua, cũng không có mất mặt trước công chúng. Đang nhàn rỗi không có gì làm, Lâm Tú không cảm thấy đây là vấn đề. Được. Biểu lộ của Triệu Hiên có một chút kích động, đi vào chỗ trống trải giữa sân. Lần này, đầu tiên hắn ôm quyền hành lễ với Lâm Tú, sau đó không kịp chờ đợi, giọt lên. Biết thương pháp của mình không có thể địch lại đối phương, hắn dứt khoát không có lựa chọn binh khí. Mặc dù việc này làm hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng mà tương tự Lâm Tú không có thể dùng binh khí. Tốc độ của Triệu Hiên rất nhanh, thậm chí trước mắt Lâm Tú còn xuất hiện ảo ảnh. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn lần trước, nhưng mà kết quả không có gì khác nhau. Sau một cái chớp mắt, Triệu Hiên đã nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời màu lam, vẻ mặt tuyệt vọng. Chênh lệch giữa hai người thật sự lớn như vậy sao? Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy có một chút may mắn. Hắn vốn là muốn đợi lần thi đấu lôi đài tiếp theo sẽ khiêu chiến cùng với Lâm Tú. Mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn này. Trong tiệc tối, Lâm Tú và Triệu Liên Quân tự nhiên sẽ diễn xuất, giống như là một đôi vợ chồng hòa thuận. Lúc đầu, hết thảy rất là thuận lợi. Tận cho đến khi nhạc mẫu đại nhân giữ bọn hắn ngủ lại Triệu Phủ, mà lại chỉ cho Lâm Tú và Triệu Linh Quân một căn phòng. Dựa theo ý nghĩ của nhạc phụ và nhạc mẫu, hai người sớm đã là vợ chồng, ban đêm cùng giường chung gối, quả là hợp tình hợp lý.
Triệu Linh Năm biết chuyện, bỗng nhiên nói, buổi tối hôm nay để cho con ngủ cùng với tỷ tỷ đi, chúng con đã lâu rồi không có ngủ chung tâm sự mà. Phu nhân Võ An Hầu lườm nàng một cái nói, vớ vẩn, con cho rằng các con còn bé bỏng lắm sao, Linh Quân đã lập gia đình rồi, sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng. Đêm nay con ngủ gian phòng của con, Linh Quân cùng với Tú Nhi ngủ ở phòng cũ của Linh Quân. Trong đêm động phòng, Lâm Tú và Triệu Linh Quân còn ngủ riêng, không nghĩ tới đêm nay lại ở chung một phòng. Gian phòng của nàng chỉ có một cái giường, chăn mền cũng chỉ có một bộ, trên giá sách đặt không ít sách. Sau khi mà hai người đi vào gian phòng, bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Lâm Tú tùy tiện lấy một quyển sách từ giá sách, ngồi xuống bên cạnh bàn chủ động nói, người ngủ đi, đêm nay ta đọc sách. Triệu Linh Quân ngồi đối diện với hắn nói, ngươi ngủ đi, đêm nay ta muốn tu hành. Lâm Tú cảm thấy hẳn là có rất ít cặp vợ chồng có thể tôn trọng lẫn nhau như hắn và Triệu Linh Quân. Ngay cả cơ hội duy nhất ngủ trên giường cũng muốn nhường cho nhau. Chỉ tiếc đổ dáng mà nói, quan hệ vợ chồng tốt nhất không phải là kiểu này. Hắn càng hướng tới cái loại cảm giác không có khoảng cách, không có khách khí. Chương 417, vợ chồng nắm tay là rất bình thường. Là tiếc Ngưng Nhi không có một chút dáng vẻ thục nữ, đè hắn xuống hôn nhiệt tình luôn. Là Thải Y ôm ấp nỉ non bằng thanh năm động lòng người, thậm chí là cãi nhau với Linh Năm mỗi ngày. Ngẫu nhiên còn luận bàn tranh tài võ đạo, mỗi ngày cùng nhau quét dọn nấu cơm cùng với Tần Quyển. Dù sao cũng tốt hơn cả một đêm dài đằng đẵng mà một người tu hành, một người đọc sách hàng trăm hàng nghìn lần. Lâm Tú thật sự đọc sách một đêm, Triệu Linh Quân minh tưởng một đêm. Một đêm này vô cùng gian nan đối với Lâm Tú, cũng làm cho hắn quyết định về sau muốn tới Triệu gia thì phải khởi hành vào buổi sáng, ăn cơm trưa xong á thì tuyệt đối không có nên qua đêm ở chỗ này. Sáng sớm vừa mới ăn xong điểm tâm, Lâm Tú lấy lý do muốn tới Lâm Phủ thăm hỏi phụ mẫu, rồi mới cùng Triệu Linh Quân rời khỏi Triệu Phủ. Trên đường tới Lâm Phủ, hai người đều im lặng. Lâm Tú và Triệu Linh Quân không có đề tài chung để mà nói chuyện, hôm qua đã im lặng một đêm. Hôm nay, người đánh dở im lặng trước là Lâm Tú. Hắn tiến lên mấy bước, bỗng nhiên nói với Linh Quân, Triệu cô nương, có thể thương lượng một chuyện không? Triệu Linh Quân nói, người nói đi. Lâm Tú nói, tâm tư nương ta kính đáo tinh tế tỉ mỉ, nhìn thấy dáng vẻ của chúng ta bây giờ có lẽ phát hiện điều gì. Sau khi mà đến Lâm gia, chúng ta có thể biểu hiện thân mật một chút không? Như vậy nương của ta sẽ không có hoài nghi. Triệu Linh Quân im lặng một lát hỏi, thân mật như thế nào? Lâm Tú giải thích, Triệu cô nương không cần phải lo lắng, ý của ta thân mật đến mức nắm tay thôi. Ngươi không cảm thấy chúng ta luôn duy trì một khoảng cách nhất định như vậy quá giả tạo sao? Vợ chồng thật sự làm gì có ai như vậy? Lâm Tú và Triệu Linh Quân thật sự không có giống như là phu thê chân chính, bởi vì bọn họ vốn không phải là phu thê thật sự. Ngày hôm qua, lúc mà có Linh Năm còn tốt, tỷ muội các nàng khoát tay đi cùng một chỗ. Lâm Tú có thể đi phía trước, cũng có thể đi phía sau của các nàng. Nhưng mà hiện tại chỉ có hai người bọn họ, phu thê hai người đi trên đường, khoảng cách ít nhất là một trượng, ai nhìn thấy cũng sẽ nghi ngờ. Với tâm tư tinh tế của mẫu thân, rất dễ dàng phát hiện ra điều bất thường. Đương nhiên, dù Lâm Tú có nói ba hoa chích chòe thế nào, mục đích quan trọng nhất của hắn vẫn là vì năng lực của Triệu Linh Quân. Sau khi mà chờ hắn bước đến các bước tiếp theo, khả năng phi hành cũng sẽ phát triển đến điều khiển các vật thể. Nhưng mà giữa vật thể bị điều khiển và trí lực vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Điều khiển đồ vật có thể nói là khả năng cấp thấp hơn của trí lực. Đồng dạng với loại quan hệ này, càng còn có kim thân cùng dị thuật hệ kim mà Lâm Tú có được từ Mật Trinh đóng giả làm lão ăn mày. Kim thân có thể làm cứng thân thể, dị thuật hệ kim cũng có thể, nhưng mà ngoại trừ bên ngoài thân thể bị biến thành kim loại, dị thuật hệ kim còn có thể hấp thụ năng lượng từ kim loại, chuyển hóa thành nguyên lực của chính mình. Năng lượng đó tuy là miễn cưỡng nhưng mà vẫn quy về cùng một hệ. Cùng hệ năng lực cũng có rất nhiều biểu hiện, chẳng hạn như đều là năng lực không gian. Năng lực của Lâm Tú tạo ra không gian tùy thân,
có loại năng lực không gian nhưng mà lại không lấy được đồ vật, có loại di chuyển được một khoảng cách ngay lập tức. Lâm Tú có lý do để suy đoán, có phải hay không còn có một loại năng lực có thể hấp thụ sức mạnh trong không gian. Đồng thời, nó có tất cả các biểu hiện về khả năng của hệ thống không gian, thậm chí thực hiện chuyển đổi không gian đường dài, hoặc là mở ra không gian, tạo ra thế giới. Nếu năng lực này thực sự tồn tại, e rằng cấp bậc của nó không phải là cấp thiên có thể hình dung được. Đương nhiên, tất cả đều là suy đoán của hắn. Hiện tại, hắn chỉ muốn đạt được niệm lực của Triệu Linh Quân. Không chỉ giúp cho tu vi quán nhanh hơn, mà còn có thể nâng cao thực lực quán rất nhiều. Triệu Linh Quân suy nghĩ hồi lâu, gật đầu, sau đó đưa tay về phía Lâm Tú. Lâm Tú đè nén nội tâm mừng như điên, dương lòng bàn tay, chậm rãi nắm lấy tay của nàng. Bàn tay của Triệu Linh Quân trắng nõn tinh tế, những ngón tay thon dài, ấm áp, trong khi bàn tay của Lâm Tú hơi lạnh. Điều này phù hợp với việc có dị thuộc băng quán. Tay của Linh Năm cũng lạnh lẽo, tay của Minh Hà công chúa ấm hơn một chút so với người bình thường. Chỉ có vào mùa đông, lúc mà làm ấm tay cho Ngưng Nhi, tay của Lâm Tú mới nóng lên. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đi trên đường, tự nhiên tâm điểm của sự chú ý. Kìa, đó là Triệu cô nương đó. Bên người của nàng chính là trưởng phu của nàng sao? Bọn họ nhìn đúng là xứng đôi mà. Ôi cha, thế nhưng còn nắm tay nữa chứ. Tình cảm phu thê của bọn họ nhất định rất tốt rồi. Chương 418 được như ý nguyện. Bả tánh thật ra là khá yêu mến đôi phu thê này, mặc dù là bọn họ cảm thấy rằng nếu xét về thiên phú, công tử nhà của Bình An Bá không xứng với thiên kiêu Triệu gia, nhưng mà nếu muốn tìm một người có thiên phú giống như nàng thì Dương Đô không có nam tử nào xứng đôi với nàng ấy. Ít nhất công tử nhà Bình An Bá lớn lên tuấn tú, cũng là trai tài gái sắc với nàng. Hơn nữa không có giống những công tử Dương Đô ăn chơi trác táng, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, ức hiếp bá tánh, cắn thần tiên tán. Hẳn là không chỉ không có những tật xấu này, ngược lại còn giúp bình dân bá tánh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Là con cháu quyền quý Trung Thanh Lưu, hắn có thể cưới được nữ thần trong mộng của vô số người, cũng coi như là người tốt, có báo đáp. Lâm Phủ, Chu Quân ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Tú và Triệu Linh Quân nắm tay đi vào trong sân, vui mừng nói: các con muốn tới, sao mà không nói trước một tiếng vậy? Ta sẽ nói phòng bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút. Tới Lâm Phủ, tự nhiên là lúc để kiểm tra kỹ năng diễn xuất của hai người. Kỹ thuật diễn của Lâm Tú còn có thể, Triệu Linh Quân ngày thường bất kể là đối với ai, đều là một bộ dáng ít khi nói cười. Nàng căn bản không cần cố tình biểu diễn, tự nhiên cũng sẽ không có sơ hở. Chỉ là cái buổi tối tới rồi, khi mẫu thân của hắn muốn bọn hắn ở lại nhà một đêm, nói cái gì Lâm Tú cũng không có đồng ý. Chu Quân nhìn Lâm Tú rồi mới nói: cái đứa nhỏ này lúc trước còn muốn ngủ ở nhà, hiện tại sống chết không muốn, quả thật có vợ quên nương rồi. Lâm Tú cười cười giải thích: con vừa mới có thói quen ngủ trên giường mới, ngủ ở nhà sau đó lại phải thích ứng một lần nữa sao? Chu Quân giãy tay nói: được rồi, tùy con đi. Sau đó bà quay sang nói với Tôn Đại Lực: Đại Lực, ngươi đưa thiếu gia và thiếu phu nhân trở về đi. Ban đầu Lâm Tú tính toán sau khi mình rời khỏi Lâm Phủ, rẽ qua một con đường sẽ lập tức đường ai nấy đi, ai về nhà nấy cùng với Triệu Linh Quân. Thế nhưng mẫu thân bảo Tôn Đại Lực đi theo, cho nên hắn có thể quay về hôn phủ. Đi ra Lâm Phủ, Triệu Linh Quân chủ động nắm tay của Lâm Tú, nụ cười trên mặt của Chu Quân càng nhiều hơn. Sau khi Tôn Đại Lực giao gió đạo diện rất nỗ lực tu hành, Lâm Tú cũng không có hắn theo bên người, thực lực của hắn không cần phải bảo vệ, cho nên để cho hắn ta ở bên phụ mẫu. Đi đến cửa dinh thự, Lâm Tú nói với Tôn Đại Lực: được rồi, chúng ta đã tới nơi, ngươi trở về đi. Tôn Đại Lực cười nói: thiếu gia cùng với thiếu phu nhân nghỉ ngơi sớm một chút, ta về trước. Chờ đến khi mà hắn ta biến mất trên đường phố, Lâm Tú đang muốn buông tay Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân bỗng nhiên nói: hắn còn chưa có đi, tiến đến đây. Lâm Tú liếc nhìn hướng Tôn Đại Lực biến mất, sau đó cùng Triệu Linh Quân đi về hôn phủ, đóng cửa lại. Triệu Linh Quân nói: phu nhân dường như đã nhìn ra cái gì, gọi hắn đưa chúng ta trở về, hắn là có dụng ý khác đó.
không cần phải nói, khẳng định chắc chắn là mẫu thân đã phái người tới giám sát rồi. Không có gì, nhìn chúng ta tiến vào, chắc là bà đã gạt bỏ nghi ngờ. Sinh sống cùng nhau lâu như vậy, Lâm Tú hiểu biết tính cách của bà. Không lâu sau, bên trong Lâm Phủ, Chu Quân hỏi Tôn Đại Lực vừa mới trở về. Thế nào? Tôn Đại Lực nói, sau khi mà thiếu gia cùng thiếu phu nhân trở về, ta còn trốn ở nơi tầm tối trong chốc lát, không có phát hiện có gì kỳ quái. Chu Quân thở phào nhẹ nhõm nói, xem ra ta đã nghĩ nhiều rồi, chỉ cần là bọn chúng hòa hợp như là phu thê là được rồi. Bình An Bá Lâm Đình nói, nàng làm sao vậy? Chu Quân nói, không biết vì sao, ta nhìn Tú Nhi và Linh Quân có một chút kỳ quái, căn bản không giống là phu thê. Lâm Đình nói, ta nhìn thật ra rất giống, nàng không thấy được thời điểm bọn họ tiến vào, còn nắm tay sao? Trên bàn cơm cũng gấp đồ ăn cho nhau, nhìn rất là ân ái mà. Chu Quân xua tay, bỏ đi bỏ đi, ta suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mà ta cảm thấy trước kia lúc Linh Năm ở bên người của Tú Nhi, hắn vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều. Lâm Tú ở hồn phủ một lúc, sau khi mà xác định Tôn Đại Lực đã rời đi, hắn cũng lập tức rời đi. Hắn có được cái thứ mình muốn, ở bên cạnh Triệu Linh Quân cũng là vô nghĩa thôi. Khi mà Lâm Tú trở lại cái tòa nhà kia, Tần Quyển đang chuẩn bị đồ ăn khuya. Tối nay Linh Năm không có bên cạnh, hai người ngồi ở bàn đá trong sân, đồ ăn phụ ở trên bàn thơm phức. Lâm Tú lấy ra một bình rượu trái cây nồng độ thấp, định uống hai ly. Tần Quyển đưa ly của nàng qua, nói với Lâm Tú, cho ta thêm một ít đá đi. Đầu ngón tay của Lâm Tú đụng vào cái thành ly, nhiệt độ của rượu trái cây lập tức biến thành ướp lạnh. Chương 419, được như ý nguyện. Tần Quyển nhấp một ngụm rượu trái cây ướp lạnh nói, năng lực này thật sự rất là thuận tiện nha. Lâm Tú nói, năng lực của ngươi cũng thật thuận tiện chứ. Năng lực của Tần Quyển đâu chỉ là thuận tiện mà còn vượt qua khái niệm giả thuyết hiện thực kỹ thuật VA và AA, thậm chí có thể dựa vào ý nghĩa của chính mình. Tự do chế tạo nhân vật và cốt truyện là ước mơ thần kỳ mà không ít Trạch Nam tha thiết muốn có. Không chỉ là Trạch Nam, chỉ sợ là mỗi người muốn có loại năng lực này. Lâm Tú hỏi qua Tần Quyển, nàng có thể chế tạo bất kỳ ảo cảnh gì, còn có thể đem nhân vật ở hiện thực biến hóa trong ảo cảnh. Những cái chuyện muốn làm mà không thể làm hoặc là không dám làm trong hiện thực, ở trong ảo cảnh đều có thể thực hiện. Đó là một thế giới tùy tâm sở dục. Tuy rằng là hư cấu, nhưng mà thông qua năng lực của nàng lại có thể làm người ta sinh ra một loại cảm giác không kém gì thế giới chân thật. Tưởng tượng một chút, ở trong đời sống hiện thực, hắn chỉ có thể thành thân cùng Triệu Linh Quân. Nhưng mà thế giới ảo cảnh, hắn có thể bái đường cùng với Linh Năm, chẳng sợ chỉ là giấc mộng, ít nhất thì đó là một giấc mộng chính mình thích mơ. Sau khi mà Lâm Tú nói xong câu nói kia, lập tức sa vào trong tưởng tượng. Tần Quyển nhấp một ngụm rượu trái cây, nói với Lâm Tú, hôm nay Triệu Linh Năm không có ở đây, nếu không ngươi tới phòng ta một lát, ta giúp ngươi biến ra nàng trong ảo cảnh. Lâm Tú nhất thời xúc động, ngươi biết rõ lòng mình không ai khác, chính là Tần Quyển. Nhưng có một số việc không chỉ có thể nghĩ, hắn liên tục xua tay nói, vậy không tốt, không tốt đâu. Tần Quyển thản nhiên nói, ở trước mặt của ta không cần che giấu, ta biết ngươi là cái dạng người gì rồi, lại nói ảo cảnh không phải là hiện thực, ngươi không nói, ta không nói, không có người biết. Dù là Tiết Ngưng Nhi hay là Thải Y, hoặc là Linh Năm hay là công chúa Minh Hà, Lâm Tú đều có thể nhẹ nhàng đối phó. Nhưng mà đối mặt với Tần Quyển, Lâm Tú thật sự không có một chút biện pháp nào. Nàng quá thẳng thắn, nghĩ cái gì nói cái đó, cũng không có che giấu, thẳng thắn đến mức làm cho hắn chống đỡ không được. Loại chuyện này tự mình lén lút làm là được rồi, yêu cầu nàng giúp mà nói. Mặc dù Lâm Tú có da mặt dày, nhưng mà cũng không dày đến mức như vậy chứ. Chờ đến khi mà đạt đến năng lực của nàng, hắn có thể độc lập rồi. Đến lúc đó, biến ra ảo ảnh Linh Âm làm cái gì? Trực tiếp biến ảo ra nàng không phải là tốt sao? À không đúng, nếu hắn có thể chế tạo ảo cảnh tùy ý, thì cái gì không có thể đồng thời biến ảo ra 2, 3, 4 người chứ? Sau khi mà thưởng trăng cùng với Tần Quyển một lúc, uống vài chén rượu, Lâm Tú trở về phòng của mình. Hắn ngồi ở đầu giường, ngoắc ngoắc ngón tay,
một cái quả táo trong mâm đựng trái cây trên bàn lập tức bay đến trong tay của hắn. Lâm Tú cắn một ngụm, thịt quả táo giòn ngọt trong miệng, hắn nhắm mắt lại, một trường trong phạm vi chung quanh đều trong cảm giác của hắn. Bên kia bức tường, quần áo của Tần Quyển đã cởi được nửa chừng, nhưng mà động tác tay của nàng đột nhiên dừng lại, cảm giác nói, ai? Lâm Tú vừa mới thu hồi niệm lực, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Hắn đi ra mở cửa phòng, chỉ đơn giản khoác một cái áo ngoài, đứng ở cửa hỏi Tần Quyển, làm sao vậy? Ánh mắt của Tần Quyển quét mắt liếc nhìn trong phòng hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Tú nói, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì chứ? Tần Quyển thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, vừa rồi có một luồng lực lượng tinh thần cương đại quét qua, khả năng có thể chỉ là một cường giả đi ngang qua. Ngươi ngủ đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi đây. Lâm Tú đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm giác của Tần Quyển linh mẫn dị thường, Lâm Tú trong lúc vô ý thả ra niệm lực, thế nhưng đã bị nàng cảm nhận được. Năng lực của nàng dường như cũng thông qua cùng loại phương thức thi triển với niệm lực, cũng có hiệu quả như là niệm lực. Cũng may nàng không có hoài nghi Lâm Tú. Quan niệm như thế đã trăm ngàn năm nay, trừ phi tận mắt nhìn thấy, sẽ không có người dễ dàng hoài nghi người khác có hai loại năng lực dị thuật. Lâm Tú không còn thí nghiệm năng lực mới mà hắn vừa có được, đi vào hậu viện bắt đầu tu hành võ đạo. Đêm qua, Linh Năm ngủ ở nhà, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tú và Tần Quyển ăn sáng cùng nhau ra cửa. Hai người vừa mới đi ra cửa phủ, lập tức có hai bóng người từ một bên lao tới. Đúng là hai ca ca của Tần Quyển. Nhìn dáng vẻ thì bọn họ đợi ở chỗ này khoảng thời gian rất dài. Tần Tùng chỉ vào Tần Quyển nổi giận mắng, hay cho cái tên tiện nhân ngươi, trách không được mấy ngày nay đều không có trở về nhà, quá ra ở bên ngoài tìm nam nhân, một nữ tử chưa có xuất giá, thế nhưng ở trong nhà của nam nhân khác, ngươi còn có một chút liêm sĩ nào hay không vậy? Chương 420, nỗi buồn song song. Đối mặt với những lời nhục mạ của Tần Tùng, vẻ mặt của Tần Quyển bình tĩnh, lạnh nhạt nói, muốn bao nhiêu bạc? Tần Tùng lập tức nói, 100 lượng. Tần Quyển nói, hiện tại ta chỉ có 40 lượng thôi. Tần Tùng nói, 40 lượng cũng được. Tần Quyển lấy ra mấy cái tờ ngân phiếu cùng hai đồng bạc dụng từ trong tay áo, tất cả đưa cho Tần Tùng. Sau khi mà Tần Tùng lật qua, hai huynh đệ lập tức rời khỏi, không có thèm liếc mắt nhìn nàng và Lâm Tú. Thật rõ ràng, bọn họ chính là vì tiền mà tới. Người hơi có chút quyền lực ở Dương Đô đều là không cần lo lắng gì bạc. Bởi vậy có thể thấy được, Tần gia tuy rằng vẫn là quyền quý, nhưng mà cũng đã gần như nghèo túng, chỉ còn lại mỗi cái tên tuổi quyền quý thôi. Lâm Tú nhìn Tần Quyển nói, với năng lực của ngươi, muốn kiếm được một vạn lượng bạc không phải là gì khó, thoát khỏi Tần gia càng là dễ như trở bàn tay. Tần Quyển nói, dù thế nào đi nữa, hắn thật sự đã sinh ra và nuôi dưỡng ta. Nếu không, ta sợ ta đã chết đói và chết cống rồi. Đây là những gì mà ta nợ hắn, nên trả lại cho hắn. Lâm Tú không có nói gì nữa. Tuy rằng hầu hết phụ mẫu đều coi trọng con cái như sinh mệnh của mình, nhưng trên đời này cũng thật sự có phụ mẫu không có thương con cái. Tần Quyển là do thiếp thất sinh ra. Thiếp thất sinh ra nhi tử còn tốt. Dưới tình huống đặc thù nào đó, còn thiếp thất cũng sẽ được ưu đãi đặc biệt. Thứ nữ thì không có giống như vậy. Trong phủ, những cái đỉnh cấp quyền quý, địa vị thứ nữ, mặc dù không có cao, nhưng mà không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng mà những gia đình bình thường, địa vị của thứ nữ không khác gì nô tỳ. Tần Quyển hiển nhiên là người sao. Giặt quần áo nấu cơm, quét tước đình viện, nàng tinh thông mọi thứ. Nghĩ đến cũng là vì nguyên nhân này. Nếu năng lực dị thuộc của nàng là băng hoặc là quả, thì cảnh ngộ có thể sẽ khác. Triều đình sẽ mạnh mẽ bồi dưỡng nhân tài. Quyển thuật, so sánh mà nói, rất khó bước lên nơi thanh nhã. Sở dĩ mà nàng ở Thiên Tự Viện, e rằng cũng là bởi vì năng lực của nàng có thể phát huy tác dụng lớn trong một số thời điểm đặc biệt và được triều đình đặt cách coi trọng. Nhưng bất luận thế nào, người có thể được Thiên Tự Viện chiêu mộ mà lại bị gia tộc đối đãi như vậy, cho dù nàng chỉ là do thiếp thất sinh ra,
cũng đủ thấy ánh mắt của phụ huynh nàng thiển cận rồi. Lúc đi vào dị thuật viện, Linh Năm cùng với công chúa Minh Hà cũng đã tới. Mấy ngày nay, các nàng cực kỳ tích cực tu hành, vốn dĩ với thiên phú của các nàng, muốn tiến vào cấp địa, ít nhất phải cần 6 năm. Hiện giờ, thời gian này được rút ngắn lại không đến 3 năm. Các nàng đều có thể tiến vào cấp địa trước 20 tuổi. Từ xưa đến nay, các nhóm cường giả ở cấp thiên thượng cảnh có một điểm chung giống nhau là bọn họ đều tiến vào cấp địa trước 20 tuổi. Phát hiện ra song tu băng quả có ý nghĩa vượt thời đại. Nó khiến cho thiên phú của một bộ phận nhỏ thiên tài một lần nữa tăng lên gấp đôi. Kết thúc tu hành, Lâm Tú theo thường lệ đi cung Trường Xuân dẫn an Quý Phi Nương Nương, trùng hợp gặp được song song cũng ở chỗ này. Hiện tại Quý Phi Nương Nương mỗi nửa tháng có thể xuất cung một lần. Cả người nhìn qua khác nhau rất lớn so với trước kia. Khí sắc càng tốt, thoạt nhìn càng trẻ tuổi. Đứng cùng một chỗ với song song, vốn dĩ còn nhỏ tuổi, nhìn cũng không có hơn song song mấy tuổi. Giờ phút này, Quý Phi Nương Nương cầm một cái ống gỗ có chiều dài và cái độ dày bằng ngón tay, có thể xoay được ở dưới đáy, hỏi Lâm Tú. Cái này là cái gì? Lâm Tú vì nàng giải thích nói. Bẩm Nương Nương, vật đó chính là son môi có tác dụng giống nhau, nhưng mà mang theo bên người sử dụng càng thêm thuận tiện. Chỉ cần chuyển động cơ quan như vậy, nhẹ nhàng tô trên môi, sau khi mà dùng xong, quay cơ quan trở về là được rồi. Quý Phi Nương Nương yêu thích cái vật dụng nhỏ mới lạ này không buông tay. Thưởng thức hồi lâu mới liếc nhìn Lâm Tú một cái nói. Cuối cùng, bổn cung đã biết được ngươi được nữ hài tử yêu thích. Như vậy là vì cái gì? Bởi vì tâm tư của ngươi đều đặt vào những cái tiện ích làm hài lòng nữ hài tử. Những lời này quả thật oan uổng cho hắn rồi. Hắn là một đại nam nhân, phí thời gian đi nghiên cứu nước hoa cùng với son môi làm cái gì? Còn không phải là gì có thể làm cho nàng vui vẻ sao? Ngay từ đầu, thậm chí Lâm Tú còn không có nghĩ tới sẽ dùng chúng để kiếm tiền. Hắn được nữ hài tử yêu thích là bởi vì hắn hiểu được tâm tư của nữ hài tử, gãi đúng chỗ ngứa sẽ làm cho các nàng vui vẻ. Nàng thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Lâm Tú đối với Tiết Ngưng Nhi cùng với Thải Y đều không có để tâm giống như đối với nàng vậy. Lúc hắn cùng song song rời khỏi cung Trường Xuân, Lâm Tú thấy tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Chương 421, nỗi buồn của song song. Ở trong ấn tượng của hắn, song song luôn là người vô ưu, vô lo, ngây thơ hoạt bát. Vì vậy mà Lâm Tú tò mò hỏi, sao vậy, có người bắt nạt cô sao? Song song lắc đầu nói, Lâm đại ca, ta đã làm sai một việc rồi. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Song song cúi đầu nói, ta đã cứu một người xấu, hắn vốn dĩ nên chết, ta lại cứu sống hắn. Nếu cái vết thương của hắn tốt lên thì sẽ có rất nhiều bá tánh bị hắn làm hại. Nếu mà ta không cứu hắn thì hắn cũng không có cơ hội đi hại người khác rồi. Lâm Tú nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng, đúng là một tiểu cô nương lương thiện. Tên hoàng thao này chết thì chết, hắn đã chết còn khiến cho một tiểu cô nương quyết chí trở thành một thế hệ danh y, nghi ngờ tín ngưỡng của mình. Một đao cắt yết hầu xem như là tiện nghi cho hắn. Hắn xoay người, nâng khuôn mặt nhỏ của song song, nghiêm túc nhìn nàng nói, nè, cô không có nên có ý nghĩ như vậy. Song song mờ mịt nhìn hắn lẩm bẩm nói, Lâm đại ca. Lâm Tú nhìn vào đôi mắt của nàng nói, cô là một đại phu, trong mắt đại phu chỉ có người bệnh thôi. Không có nam nhân, cũng không có nữ nhân, không có người nghèo, cũng không có người giàu, cũng không có người tốt cùng với người xấu. Chức trách của cô là cứu người trị thương, cho dù cô cứu sống người xấu, cô cũng không có thẹn với thân phận đại phu. Người xấu chịu tội đều là có triều đình xét xử rồi, triều đình không xét xử thì sẽ có những thích khách vì chính nghĩa. Nhưng mà cái này cũng không phải là trách nhiệm của cô hiểu chứ? Âm thanh của Lâm Tú vào từ tính, thẳng cho đến tâm hồn. Hắn cùng song song, mắt đối mắt, trịnh trọng nói, chỉ có hiểu được điều này, cô mới có thể trở thành một thế hệ danh y. Song song, nhìn vào đôi mắt của Lâm Tú, lớp sương mù trong lòng, bỗng nhiên đã phản phất chậm rãi bay đi. Nàng kiên định gật đầu nói, cảm ơn Lâm huynh, Lâm đại ca, ta sẽ nỗ lực trở thành một thế hệ danh y.
Lâm Tú xoa đầu của nàng nói, không cần nghi ngờ, chỉ cần làm những gì mà cô cho là đúng. Không phải là người xấu mà cô cứu kia đã chết trong tay của thích khách rồi sao? Cô có chức trách của cô, hắn cũng có sứ mệnh của hắn, ai cũng đều không có sai cả. Nụ cười lại một lần nữa nở rộ trên mặt Song Song, nàng ngượng ngùng nhìn Lâm Tú. Lâm đại ca, thật sự cảm ơn huynh, đúng là ta sai rồi, ta không có nên hoài nghi chức trách của đại phu chứ. Lâm Tú cười nói, cô thiếu ta một ân tình, lần sau ta mệt mỏi sẽ đi thái y viện tìm cô. Song Song vui vẻ nói, chừng nào mà huynh tới cũng được, quý phi nương nương đã nói á, gần đây thủ pháp của ta có tiến bộ đó. Thời điểm đi ra khỏi hậu cung, Song Song hỏi Lâm Tú, Lâm đại ca, nếu là huynh, huynh cũng sẽ cứu hắn sao? Lâm Tú lắc đầu nói, ta hả? Ta thì sẽ không. Song Song nghi hoặc nói, nhưng mà không phải vừa rồi á, huynh nói. Lâm Tú nói, bởi vì mộng tưởng của ta không phải là trở thành một thế hệ danh y, ta có thể chỉ hành sự bằng bản tâm của chính mình. Nhưng mà cô không có giống ta, cô muốn trở thành một thế hệ danh y, cô phải luôn nhớ kỹ cái điểm này, không cần bởi vì bất luận việc gì mà dao động. Sau khi mình làm xong phụ đạo tâm lý cho Song Song, Lâm Tú rời khỏi hoàng cung. Song Song quá thiện lương, đúng là bởi vì thiện lương mới có thể sinh ra nghi ngờ đối với chức nghiệp của mình. Nếu không dẫn đường cho nàng đi, tạo quan niệm chính xác cho nàng, về sau nàng nhất định sẽ một lần lại một lần lâm vào tuần hoàn như thế. Đối với việc lập chí trở thành một thế hệ danh y mà nói, sẽ hủy hoại lý tưởng của nàng. Trì hoãn trong một khoảng thời gian, lúc Lâm Tú trở về nhà đã hơi muộn. Còn chưa có đi đến cửa, từ rất xa Lâm Tú đã nhìn thấy Tần Tùng cùng với Tần Bách đứng ở cửa trên đường. Tần Nguyễn dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi bọn họ, bạc buổi sáng vừa mới đưa cho các ngươi đâu? Tần Tùng nói, một nửa đã mua thần tiên tán, một nửa thua rồi, lại cho chúng ta 50 lượng đi, chúng ta nhất định có thể thắng trở về mà. Tần Nguyễn hờ hững nói, một văn tiền ta cũng không có. Tần Tùng nói, ngươi không có, nhưng mà cái tên khốn kia có, ngươi xin hắn, hắn nhất định sẽ cho ngươi. Tần Nguyễn lạnh lùng nói, hắn không phải là người của ta, ta dựa vào cái gì xin hắn? Tần Tùng khinh thường nói, đã ở cùng một chỗ rồi, còn nói không có quan hệ gì. Ta nói với ngươi, ta điều tra qua rồi, họ Lâm kia rất có tiền. Ngươi biết cái tòa nhà này bao nhiêu tiền không? 20 vạn lượng, 20 vạn lượng đó, chỉ cần ngươi ở trên giường hắn biểu hiện tốt một chút. Cầu cái gì, mấy chục, mấy trăm lượng bạc, hắn không cho sao? Lâm Tú đứng ở phía sau nghe mà sửng sốt. Mấy chục mấy trăm lượng, cái tên này đúng là đã bị sự bần cùng hạn chế tưởng tượng rồi. Nếu thật sự giống như Tần Tùng nói, đừng có nói mấy chục lượng, mấy trăm lượng, tài chính quyền lực trong nhà đều có thể giao cho Tần Nguyễn. Nữ nhân này rất biết cách sinh sống, một chén cơm chỉ có mấy văn tiền thôi là có thể nuôi sống rồi, mua bó cải trắng, có thể mặc cả đến người bán rong hoài nghi nhân sinh luôn. Quả thật là một quản gia cần kiệm mẫu mực, hiền thê lương mẫu điển hình đó. Chương 422, Song Hỷ Lâm Môn. Nhìn thấy Lâm Tú đứng phía sau hai người, khóe môi của Tần Nguyễn hơi co giật, rất muốn nói cái gì đó. Lâm Tú chạy tới phía trước, nhìn Tần Tùng Tần Bách nói, trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. Tuy là hai người từng bị Lâm Tú cho một trận đòn hiểm, à không, là hai lần, một lần trên phố, một lần khác ở Thanh Lệ Ti. Những cái chiếc bàn đánh khiến cho hai người nằm úp ở trên giường rất lâu. Nhưng trước mắt, hai người vẫn phải mặt đầy ý cười nhìn Lâm Tú. Hai cái trận đòn trước bỗng như không có gì cả. Lâm Tú của hiện tại chính là cây rụng tiền của bọn hắn mà. Kẻ ngốc mới có thể đắc tội với cây rụng tiền của mình. Tần Tùng mỉm cười nhìn Lâm Tú nói, muội phu, mượn mấy trăm lượng bạc đi, ngày sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Tú cho rằng hắn đã đủ mặt dày không biết xấu hổ, không nghĩ tới trên đời này vậy mà có kẻ vô liêm sỉ như vậy. Cái từ muội phu này sao mà dễ gọi vậy? Lâm Tú suýt chút nữa cho rằng mình với Tần Nguyễn lén phén với nhau đó. Hắn nắm bả vai của Tần Tùng, cười xin lỗi hắn ta. Ngại quá, chuyện lần trước ta quá xúc động. Tần Tùng liên tục nói, không, đánh nhau xong có thể trở thành bạn bè được mà. Muội phu tuyệt đối đừng có nói vậy.
Lâm Tú xấu hổ nói, đại cửu ca hiểu lầm rồi, ta và Nguyễn Nhi còn chưa có tới bước kia nha. Tân Tùng nói, chà, hiểu lầm cái gì chứ, ngươi xem ngươi và Nguyễn Nhi đứng cạnh nhau quả thật trai tài gái sắc, trời sinh một đôi đó. Lâm Tú cười, vừa rồi ngươi nói muốn mượn bạc, mấy trăm lượng bạc đủ không? Tần Tùng nghe vậy, lông mày cao lại thăm dò hỏi thử. Thế nếu không á, cho mượn 1.000 lượng vậy? Lâm Tú không biết nói gì cho phải nữa. Cùng là con em nhà quyền quý, người ca ca này của Tần Quyển thật sự dứt hết thể diện con em nhà quyền quý rồi. Mấy trăm lượng với 1.000 lượng có khác nhau sao? Sao mà hắn không nói con số to hơn một chút? Lâm Tú chỉ có thể nói, không hay rồi, nơi này của ta thật sự không có ngân phiếu 1.000 lượng, nhưng mà 1 vạn lượng lại có 1 tấm. Không bằng, ta cho các ngươi mượn 1 vạn lượng nha. Tần Tùng suýt nữa cho rằng mình đã nghe lầm. Nói thật, hắn ta lớn từng này rồi, vẫn chưa có thấy qua 1 vạn lượng đâu. Tuy nhà mình cũng là gia tộc quyền quý, nhưng mà đã sớm xuống dốc, thuộc cái loại chót nhất của vị đẳng bá. Chỉ có một ngôi nhà cũ hơi lớn một chút thôi, không có thực ấp. Trong phủ không có nha hoàn hạ nhân, chỉ có bổng lộc mấy chục lượng bạc mỗi tháng phụ thân nhận được từ triều đình. Nhưng mấy cái chục lượng bạc đó có đủ đâu, cùng lắm chỉ mua được mấy túi thuốc thần tiêu tán mà thôi. 1 vạn lượng có thể mua được bao nhiêu cái túi thần tiêu tán đây? Có được 1 vạn lượng tiền vốn, hắn ta có thể đến sòng bạc thắng lại cái số tiền mà trước kia hắn đã thua lỗ. Nhìn tấm ngân phiếu trước mắt, thật lâu sau Tân Tùng lấy lại tinh thần. Lúc mà run rẩy nhận tờ ngân phiếu từ trong tay của Lâm Tú, Lâm Tú bỗng nhiên rút tay về cười nói, huynh đệ ruột á, thì cũng cần phải tính toán sổ sách cho rõ ràng. Nếu đã là mượn á, vậy thì đương nhiên phải viết giấy vay nợ, viết rõ ràng số tiền đã mượn, kỳ hạn trả. Chuyện này không quá đáng chứ? Không không, không quá đáng. Trong mắt của huynh đệ Tần gia chỉ có tờ ngân phiếu 1 vạn lượng kia, còn cái giấy vay nợ gì đó bọn hắn căn bản không có quan tâm. Nếu muội muội ở cùng với hắn, về sau bọn hắn chính là người một nhà rồi, xin người nhà chút tiền tiêu có thể coi là mượn sao? Vì thế Lâm Tú nhiệt tình mời hai người vào nhà, mang giấy bút tới, viết giấy nợ xong để cho hai người ký tên, còn ẩn dấu tay. Làm xong tất cả những cái chuyện này, Lâm Tú đưa tờ ngân phiếu 1 vạn lượng kia cho bọn hắn. Huynh đệ Tần Tùng nhận được ngân phiếu, ánh mắt đều tỏa sáng, gọi Lâm Tú vài tiếng muội phu tốt, xong thì bỏ chạy nhanh như làn khói. Bọn hắn đang trong lúc cao hứng kích động cực độ, không hề phát hiện có một con chó trong viện cũng theo ra ngoài. Tần Quyển vẫn duy trì sự im lặng, cuối cùng cũng phải hỏi, người muốn làm cái gì? Lâm Tú hồng khô cái tờ giấy nợ kia cất kỹ nói, người ta cũng đã gọi ta là muội phu rồi, người làm muội phu như ta cho đại ca ít tiền thì có sao đâu. Tần Quyển nhìn hắn nói, người cho bọn hắn mượn tiền bạc, bọn hắn sẽ tiêu sạch trong vòng 3 ngày. 1 vạn lượng này ngươi đừng có nghĩ cầm lại được 1 đồng đó. Khóe miệng của Lâm Tú giật giật, không có nói gì thêm. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện hiển nhiên, cũng không có thèm ra ngoài thám thính tình hình xem Lâm Tú hắn là ai. 3 ngày sau nếu không còn tiền là bán nhà gán nợ hay là bán muội muội, dù sao bọn hắn cũng phải chọn một cái. Lúc này Lâm Tú cảm thấy cuối cùng hắn cũng là con cháu nhà quyền quý rồi. Đây chính là thủ đoạn mà con cháu nhà quyền quý thường dùng đến. Chương 423, Song Hỷ Lâm Môn. Tuy quyền quý tại Dương Đô nhiều, nhưng loại quyền thế ngập trời giống như hoàng gia này cũng không có được mấy ai. Không phải là tất cả con em nhà quyền quý đều có thể không hề kiêng kỵ gì mà cưỡng bức dân nữ. Thủ đoạn của đại đa số đều sẽ quanh co lòng vào một chút. Nếu nhìn trúng thiếu nữ hoặc là thiếu phụ nhà ai, đầu tiên là xuống tay từ người nhà của bọn họ. Tốt nhất là khiến cho những người như là phụ thân, trượng phu, huynh trưởng, đệ đệ nhiễm phải cái thói nghiện bài bạc. Đợi đến lúc bọn hắn thua sạch hết rồi mới cho bọn họ mượn bạc. Chờ đến lúc bọn họ thua sạch số tiền đó, cái đám công tử quần là áo lược sẽ lộ răng nanh ra. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện vô cùng hiển nhiên. Có giấy nợ, có ấn ký, bẩm báo với quan phủ cũng có lý. Lúc này cái đám dân nghiện bài bạc mà không bỏ ra được tiền để mà trả nợ,
hoặc là bán thế tử, hoặc là bán con gái. Nhóm công tử quần là áo lược cũng sẽ đúng lúc đạt được mục đích. Thủ đoạn này hàng trăm ngàn năm qua lần nào cũng trúng. Lâm Tú đã không có vừa mắt hai huynh đệ của Tần gia rất lâu rồi. Phương pháp đối phó với đám con cháu quyền quý chính là càng phải quyền quý hơn bọn họ. Trước kia, Lâm Tú không có đủ quyền quý bởi vì tước vị của phụ thân quá thấp. Chỉ là một tam đẳng bá thôi, đến Đông Thành Nha cũng có thể không nể mặt. Hiện tại thì khác rồi, hắn là con trai của Bình An bá, nhất đẳng bá mới được tấn phong. Ngay cả những tên hầu tước nghèo túng cũng phải nhượng bộ hắn ba phần. Coi như giúp hắn có được tư cách làm một công tử quần là áo lụa rồi. Đương nhiên, một dạng lượng kia, hắn không cho mượn không đâu. Sau khi mà ăn cơm xong, Lâm Tú thông thả bước ra khỏi cửa phủ, nhưng mà không đến võ đạo viện như thường ngày. Đại hoàng đứng chờ hắn sẵn ở cửa phủ, kêu gâu gâu với hắn vài tiếng. Sau khi hai huynh đệ của Tần Tùng Tần Bách mượn được bạc từ chỗ của Lâm Tú, thì đến tiền trang có ngân phiếu tương ứng để mà đổi tờ ngân phiếu giá trị lớn kia thành nhiều ngân phiếu có giá trị nhỏ hơn. Bọn hắn không có nơi nào tiêu hết được cái tờ ngân phiếu một dạng lượng bạc này. Sau đó bọn hắn đi tới Tiêu Giao Cát. Tiêu Giao Cát nằm trên mảnh đất phồn hoa nhất của Dương Đô, chiếm một cái khoảng diện tích cực lớn. Bên trong có thanh lâu, sông bạc, quán rượu, cái gì cần đều có, là một trong những khu tiêu tiền lớn nhất của Dương Đô. Trước kia hai người bọn hắn căn bản không có tư cách tới những chỗ thế này, nhưng mà hiện tại trên người mang số tiền lớn có thể tới đây hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Không lâu sau, một bóng dáng khác cũng đi tới trước Tiêu Giao Cát. Đó là một vị công tử trẻ tuổi, hắn cầm trong tay một chiếc quạt xếp, tác phong nhanh nhẹn, mặt như quan ngọc, chậm rãi đi vào Tiêu Giao Cát. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Tú tới đây. Trước kia hắn chỉ có nghe qua Tiêu Giao Cát, Thiên Kim Lâu dần dần, là một nơi hưởng thụ của kẻ có tiền. Chỉ cần có tiền là có thể đến đây cảm nhận sung sướng cực hạn. Lâm Tú dịch dung rồi cho nên đương nhiên không có lo lắng bị người ta nhận ra. Cửa lớn của Tiêu Giao Cát này vô cùng khí phái. Sau khi mình đi vào lại càng là một chốn bồng lai tiên cảnh khác. Đầu tiên đập vào trong mắt là một hoa viên vô cùng rộng lớn. Trong hoa viên có núi giả cây xanh, có dòng suối nhỏ, đình nhỏ, bóng người qua lại không ngớt. Có người tựa vào trên núi giả, miệng ngậm một tẩu thuốc ngọc bích, nuốt mây nhả khói. Có người ôm ấp mỗi bên một nữ tử, vừa sờ mó sàm sở, vừa đi sâu vào trong lầu cát. Một gã sai giặc thanh tú đến trước mặt của Lâm Tú cung kính hỏi: "Vị công tử này, ta có thể giúp gì được cho công tử?" Lâm Tú nói: "Hôm nay ngứa tài, ta muốn đánh bài." Tiêu Giao Cát có hơi giống với các lớp trong tương lai. Bên trong có rất nhiều dịch vụ, từ quán rượu đến thanh lâu, sông bạc, nơi diễn tuồng kịch. Cái gì cũng có, chỉ cần là có bạc là có thể sống phóng túng lâu dài. Hai huynh đệ của Tần gia, hảo sắc, ham bài bạc, thích cắn thuốc. Lâm Tú chỉ có thể chọn cách đến sông bạc chờ bọn hắn. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của gã sai giặc, hắn đi tới bên trong một tòa lầu cát. Tòa lầu cát này có 3 tầng, trong đại sảnh tầng 1 bày hơn 10 bàn. Hầu như là bên cạnh mỗi bàn đều có mấy bóng người. Lâm Tú liếc đến chỗ hai huynh đệ Tần Tùng, Tần Bách. Bọn hắn vừa lắc xúc sắc vừa la lớn. Lớn, lớn, lớn. Lâm Tú ném cho gã sai giặc dài khối bạc dụng. Sau đó đi tới một bàn bên cạnh tràn ngập hứng thú đứng xem. Tầng 1 của sòng bạc là nơi đổ xúc sắc. Quy tắc đổ xúc sắc rất đơn giản. Mỗi bàn đánh bạc có thể chứa từ 2 đến 4 người. Người tham gia đổ xúc sắc phải bỏ ra cái tiền đánh bạc tương ứng. Sau đó mỗi lần đổ xúc sắc, ai có tổng lớn nhất thì người đó có thể một mình hốt được cả ván bạc. Chương 424, Song Hỷ Lâm Môn. Mỗi một lần người thắng cuộc cần phải rút ra một số tiền nhỏ trong số tiền thắng đưa cho sòng bạc, đại khái cầm khoảng 5% tổng tiền. Sau khi biết rõ ràng quy tắc, Lâm Tú cũng chơi dài dáng, không có tới một lát thua mấy chục lượng. Sau đó, người mà tìm hắn chơi càng ngày càng nhiều. Độ xúc sắc không cần có kỹ xảo, người tinh thông cái món này tuy không thể mỗi lần đều ném ra được điểm cao nhất, nhưng mà có thể bảo ném ra được một con số trong phạm vi cao.
3 viên xuất sắc, nhưng mà vị công tử này ném liên tiếp cũng chỉ được có 6 điểm, đủ thấy hắn căn bản không có biết đổ xuất sắc rồi. Hơn nữa, giận mai cũng chẳng ra làm sao, rất có thể là người mới lần đầu tới sòng bạc. Đối với người như thế, bọn hắn có một cách gọi riêng biệt, dê béo. Trong mắt của một vài dân chơi cờ bạc lão luyện, trên mặt của vị công tử trẻ tuổi trước mắt rõ ràng có viết mấy chữ: người ngốc, tiền nhiều, nhanh tới. Dân cờ bạc bình thường thì có, nhưng mà những con dê béo kiểu này lại không thường có, không ai muốn bỏ qua con dê béo này. Tới đây đi, vị huynh đài, đổ xúc sắc như ngươi đây. Vị công tử này, đừng có tìm hắn đổ xúc sắc, hắn am hiểu nhất chính là xúc sắc đó, chúng ta tới đây đổ đi. Thối, người này được xưng là đầu dương, vua xúc sắc đó, đổ xúc sắc gián ta, ngươi thua sạch luôn. Bởi vì mỗi một gián bạc, tối đa chỉ có thể 4 người chơi, mà cái đám dân cờ bạc dây quanh người của Lâm Tú đều đòi đổ xúc sắc gián. Lâm Tú khoát tay áo nói: không không, không đổ nữa. Chỉ một chốc mà ta đã thua mấy chục lượng rồi, không thắng được một gián nào, thật sự không có thú vị. Nghe thấy con dê béo này muốn chạy, trong lòng của bọn hắn đều lợp bợp, một phen thi nhau nói lời an ủi. Huynh đài không biết thôi, một trong những đạo lý của việc đánh bài này chính là thua trước thắng sau. Thắng trước thua sau, trước mắt người thua nhiều như vậy, sau đó nhất định sẽ có thể đổ giận đó. À đúng đúng đúng, chính là như vậy, không tin ngươi cược dài dán xem. Vị công tử trẻ tuổi hiển nhiên bị dao động bởi những cái lời mà mọi người vừa nói. Suy nghĩ một lát, hắn gật đầu nói: được, vậy thì đổ thêm vài dán đi. Nhưng mà các ngươi nhiều người như vậy, ai muốn đổ với ta đây? Ta đổ, để ta đổ cho. Vị công tử trẻ tuổi nhìn đám người nhiệt tình, kích động bất thường này, tiện tay chỉ vài người nói: ngươi, còn có ngươi nữa, chính là 3 người các ngươi đi. Tần Tùng nhìn ngón tay con dê béo kia chỉ về phía mình, sau một lúc sửng sốt, trong lòng thoáng mừng như điên. Không biết hôm nay là ngày mấy, ban đầu gặp được một tên ngốc, hỏi mượn có mấy trăm lượng, đưa luôn một vạn lượng bạc. Bây giờ tới sông bạc gặp được con dê béo, tự đưa tới cửa, quả thật là chuyện tốt thành đôi, sông hỷ lâm môn rồi. Cách chơi xúc sắc lưu hành ở sông bạc là thế này. Nếu như đồng ý cùng cược, vậy thì sẽ do một người tự đặt số ngân lượng làm tiền cược. Người còn lại cần phải đặt xuống một số ngân lượng tương ứng. Sau đó mỗi người ném một lần xúc sắc. Vị nào mà có tổng số điểm lớn nhất thì sẽ là người hút được tất cả bạc của mọi người. Nếu cảm thấy vị đầu tiên đặt số bạc quá lớn thì những người khác cũng có thể lựa chọn không có chơi cùng. Vị công tử trẻ tuổi lần đầu tiên ra tay 10 lượng tiền cược. Tần Bách cùng với một người trung niên và một lão già khác mà hắn đã chọn cũng không có do dự mà hạ bạc theo. Người có thể lắc 3 cục xúc sắc ra số điểm lớn nhất sẽ thắng được 30 lượng bạc của những người khác. Vị công tử trẻ tuổi lần đầu tiên của vận may không tốt lắm, chỉ ném ra được có 9 điểm thôi. Tần Tùng ném ra được 13 điểm. Vị trung niên cùng với lão già kia mỗi người ném ra được 12 cùng 14 điểm. Gián đầu tiên lão già này thắng. Trên mặt của lão già đầy ý cười, sau khi mà lấy đi bạc của mọi người, lão cười nói: Cảm ơn. Mấy cái gián sau đó, cái vận may của vị công tử trẻ tuổi cũng chẳng ra làm sao, chỉ một chốc đã thua 100 lượng bạc. Tuy Tần Bách, người trung niên cùng với lão già kia đều có thắng có thua, nhưng mà thắng được nhiều hơn thua. 100 lượng kia của Lâm Tú tất cả đều rơi vào trong túi tiền của 3 người. Lúc thua đến gián thứ 10, vị công tử trẻ tuổi dung tay lên, cao mày nói: không chơi nữa, ta đã nhìn ra các ngươi chính là muốn thắng bạc của ta, ta chơi không lại các ngươi rồi. Khó khăn lắm mới kiếm được một con dê béo, mấy người há có thể dễ dàng thả hắn chạy sao? Cho nên bọn họ dội dàng khuyên giải an ủi vài câu. Lúc này cái vị công tử trẻ tuổi mới tiếp tục chơi tiếp. Lần này 3 người rõ ràng nhường hắn để cho hắn thắng 2 gián, sau đó lại bắt đầu thua liên tiếp. Đến hiện tại, danh mắt của vị công tử trẻ tuổi đã hơi đỏ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.